Nhật Linh dành cho riêng bạn luôn. Cảm giác như thế nào? Dạ, em nói thiệt là em cận rất là nặng. Vậy hả? Vậy thôi giờ anh cầm mắt kiến anh che cho dạ, đây. Em đeo kiểu này được. Dạ, được. Được không? Được không? À. Hèn chi thấy hát mà chỉ tôi không mà tôi tưởng là cũng mê tôi. Không, không, không có thấy được. Oh my god, đứng hình mất 5 giây. I cool đứng hình mất 5 giây. Nhìn em bên ngoài có lẽ anh đứt mấy tấm hình đang fake. Hey. Và đây là Thùy Linh, đây là Nhật Linh. Dạ. Nhật Linh đã cảm thấy rất ấn tượng về Hoàng Phúc. Cảm ơn Linh. Rồi, sau khi xem phần trình diễn của bạn Hoàng Phúc thì Nhật Linh và Thùy Linh cảm nhận như thế nào? Con gái yêu băng tay mà. Chắc đúng em rồi. Chắc chị sợ trong vòng tay anh. Em yên tâm, anh không chỉ hát tốt, nói giỏi, anh làm cũng rất là ok lắm. Đó là hô hấp nhân tạo đúng không? Là có xỉu anh hô hấp cho anh. Tần số tình yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.